sáng ngày 7 tháng 11 năm 2021, tại nhà G3 Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng Hà Nội, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời trao quyết định thành lập và nhân sự. Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh, tạp chí điện tử Môi trường Xây dựng, môi trường xây dựng vn.vn, thực hiện phòng chống COVID-19. Đại hội tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp online với các đại biểu ở xa. Tham dự đại hội gồm Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Nguyên, Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Trình, Phó Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng, ông Phạm Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, cùng nhiều ủy viên Ban chấp hành Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam và đại diện các cơ quan ban ngành khác. Thay mặt lãnh đạo hội, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam đã trình bày báo cáo hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Xin phép thay mặt cho lãnh đạo Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, chúng tôi xin báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 6 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 7 của Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam. Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 của Bộ Môi trường Xây dựng Việt Nam khai mạc ngày 14 tháng 5 năm 2015. Và các đại biểu đã bầu Ban chấp hành của Bộ nhiệm kỳ 36 với 92 ủy viên Ban chấp hành, trong đó có 13 ủy viên thường vụ. Và Đại hội cũng đã bầu Chủ tịch Hội, 5 Phó Chủ tịch Hội và 13 ủy viên thường vụ hội. Tất cả các đồng chí trong hôm nay cũng đều có mặt trong cái buổi đại hội này. Hội đã tham gia nhiều cái diễn đàn cao cấp và các hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia về phát triển đô thị xanh, về đô thị thông minh, tham dự đóng góp ý kiến cho các chiến lược phát triển của Bộ Xây dựng, và đặc biệt là tham gia các công tác về quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Xây dựng. Tham gia với Tổng Bộ Xây dựng Việt Nam, tham gia phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư trong việc góp ý các chương trình nghị sự và các nghị định về phát triển bền vững. Tham gia nhiều hội thảo quốc gia và tư vấn phản biện của các hội. Thí dụ như tham gia với Tổng Bộ Xây dựng một số hội thảo về góp ý các chính sách nhà nước về xây dựng, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam tham gia báo cáo trong 5 hội thảo. Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Môi trường cũng đã đóng góp cùng những các hoạt động với các cái hội thảo về phát triển kiến trúc xanh, về vấn đề hạn chế tiếng ồn đô thị, về bệnh viện dã chiến. Tham dự một số các hội thảo ở khu vực như đô thị thông minh và giảm phát thải khí ô nhiễm kính trong quản lý bãi trôn lấp rác thải. Tham dự báo cáo trong hội thảo chương trình khởi động phát triển công trình xanh và tham gia trong các cái hội thảo và các hội đồng khoa học của kiến trúc xanh trong các cái chương trình của cộng đồng bền vững GACC 2017. Về phối hợp với các cái tổ chức quốc tế trong phát triển công trình xanh thì đây là một cái đặc thù của hoạt động của Hội Môi trường Xây dựng. Như hội đã tham gia cái đoàn đại biểu triển lãm công nghệ xây dựng xanh châu Á Thái Bình Dương BinTech Asia 2017 ở Singapore, và đồng thời là các hội viên của hội đã tham gia nhiều hội thảo về chất lượng môi trường không khí trong nhà tại Cộng hòa Liên bang Nga, ở Bồ Đào Nha, hoặc tham gia các hội thảo và báo cáo của Bộ Xây dựng về tiết kiệm năng lượng, về hiệu quả năng lượng và phát triển đô thị xanh. Trong năm 20 thì hội đã xây dựng cái đề án để đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông là cho thành lập tạp chí điện tử Môi trường Xây dựng, và đến tháng 10 năm 2021 thì chính thức tạp chí điện tử
môi trường xây dựng đã được Bộ Thông tin Truyền thông cho quyết định thành lập và bắt đầu đưa vào hoạt động từ mùng 1 tháng 10 năm 2021. Về đánh giá chung, công tác tư vấn phản biện xã hội được coi là trọng tâm của các hội nghề nghiệp. Nhiều hội viên, ủy viên ban chấp hành, các hội viên đã tham gia tích cực, đặc biệt là các hội thảo quốc gia và quốc tế, đóng góp tiếng nói khoa học, phản biện các vấn đề về phát triển bền vững và đặc biệt là cái mục tiêu của hội trong phát triển xanh. Trong năm 2020, đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một số các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về động viên cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. Chúng tôi đánh giá cao các cái hoạt động môi trường cộng đồng của Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bảo Quốc đã thực hiện. Một số kết quả khoa học công nghệ hoạt động tốt, đấy là có thể tiêu biểu nêu ra như thế này. Thứ nhất là quy chuẩn 09/2013/2017 là do các chuyên gia của hội soạn thảo. Năm 2017 đã được soát xét và ban hành. Về hội cũng đã tham gia phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Việt Nam tham gia soát xét và xây dựng cái quy chuẩn VN02 về các cái dữ liệu tự nhiên trong công tác xây dựng và hiện nay cũng đang trong cái thủ tục để chuẩn bị ban hành. Hiện nay hội đang thực hiện một cái nhiệm vụ lớn Bộ Xây dựng giao, đấy là soát xét quy chuẩn 07/2016. Đây là quy chuẩn mà cũng do là các chuyên gia của Bộ Xây dựng, nhưng mà hiện nay là đang giai đoạn soát xét và nâng cấp. Trong cái quy chuẩn này bao gồm 11 nội dung rất quan trọng về các cái công trình hạ tầng kỹ thuật và hy vọng là trong năm cuối năm 2021 và đầu năm 2022 thì cái dự thảo quy chuẩn sẽ chuẩn bị ban hành để giúp Bộ Xây dựng. Sau khi báo cáo kết quả đã đạt được, hội cũng đã chỉ ra một số khuyết điểm như: bên cạnh đó, hội cũng đã có một số hoạt động phối hợp với các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài, tuy chưa nhiều, ví dụ như Hội đồng Công trình Xanh Singapore, Hội đồng Công trình Xanh Trung Quốc tham dự nhiều hội thảo, tham gia hợp tác với BCI của ASEAN trong truyền thông và công ty Daikin Panasonic trong phát triển một số các tiêu chuẩn xây dựng. Hoạt động của văn phòng hội đã nền nếp, tuy nhiên chúng tôi cho rằng là hội cần đẩy mạnh hoạt động gắn kết với các hội viên và hỗ trợ các chi hội trong các cái hoạt động, đặc biệt là các chi hội ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, là vì hội không có các cái phân viện có đại diện hoặc là có các cái hội khu vực. Phương hướng hoạt động của Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ đại hội 7 là mở rộng mạng lưới hoạt động hội, liên kết chặt chẽ với các chi hội, đặc biệt là các chi hội ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ cho các chi hội hoạt động và góp phần nâng cao vai trò của Chi hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, tiếp tục coi công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của hội, tập trung hoàn thành để Bộ Xây dựng sớm ban hành quy định kỹ thuật quốc gia QCVN07/2022 về các công trình hạ tầng kỹ thuật. Tại đại hội, Ban Thường trực Hội đã xem xét kết nạp và đưa vào Ban chấp hành hai hội viên mới là bà Nguyễn Thị Ngọc, quyền Tổng biên tập, Tổng thư ký Tạp chí Điện tử Môi trường Xây dựng Việt Nam. Ông Đặng Bảo Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Thương hiệu Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, thay mặt Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hội đã trao quyết định thành lập và nhân sự Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh, Tạp chí Điện tử Môi trường Xây dựng. Đại diện cho Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh, Thạc sĩ Kiến trúc sư Nguyễn Hải Long lên nhận quyết định. Đại diện cho Tạp chí Điện tử Môi trường Xây dựng, bà Nguyễn Thị Ngọc lên nhận quyết định. Thay mặt cho Tạp chí Điện tử Môi trường Xây dựng, bà Nguyễn Thị Ngọc, quyền Tổng biên tập, Tổng thư ký phát biểu. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay tôi rất vui mừng thay mặt tạp chí Môi trường Xây dựng phát biểu đại hội. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo hội, lãnh đạo chủ tịch đại hội, quý vị đại biểu sức khỏe,
hạnh phúc, thành đạt. Chúc đại hội của chúng ta thành công và tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, môi trường xây dựng hiện nay đang là chủ đề nóng. Trong bối cảnh cơ quan chức năng quản lý của Đảng và Nhà nước quản lý rất chặt chẽ trong việc cấp giấy phép cho các đơn vị báo chí, nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo sâu sát của đồng chí lãnh đạo hội mà trực tiếp các đồng chí chủ tịch hội, đồng thời sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông ngày 1 tháng 10 năm 2021 vừa qua, tạp chí điện tử Môi trường Xây dựng đã được cấp phép hoạt động tạp chí điện tử số 614 giấy phép của Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương. Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam đã có tạp chí điện tử, khẳng định với các cơ quan chức năng, Đảng và Nhà nước đánh giá cao tầm quan trọng cũng như vai trò của Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Hội, là một diễn đàn của các nhà khoa học, các thầy, các cô tâm huyết, đồng thời là phương tiện truyền tải những thông điệp nghiên cứu của mình, giúp cho các cấp lãnh đạo, chính quyền, nhân dân nhận thức đúng về môi trường xây dựng trong cuộc sống, trong sự phát triển của địa phương, đất nước. Tuy mới ra mắt được một tháng, nhưng từ market báo cũng như nội dung đăng tải đúng tôn chỉ mục đích. Bước đầu đã có các cơ quan quản lý, chức năng cổ vũ, động viên, trong đó nhiều bài nghiên cứu, trao đổi về các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ, được độc giả quan tâm, đánh giá rất cao. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, bên cạnh những mặt thuận lợi, kết quả đạt được của tạp chí trước mắt, nhưng trong thời gian tới, tạp chí sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều để mang lại niềm tin yêu cho Đảng và Nhà nước cũng như là các lãnh đạo hội và độc giả trên cả nước. Thay mặt cán bộ, ban biên tập, anh chị em phóng viên của tạp chí Môi trường Xây dựng, hứa với các đồng chí lãnh đạo hội, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và ngày càng tốt hơn việc hội giao cho, đồng thời xây dựng một tạp chí hoạt động của chúng ta đúng tôn chỉ mục đích, đúng pháp luật, có hiệu quả nâng cao công tác tuyên truyền cổ vũ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về môi trường xây dựng. Một lần nữa kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, kính chúc cho đại hội thành công tốt nghiệp. Tại đại hội, ông Phạm Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng chia sẻ. Được ủy quyền của Thứ trưởng Lê Văn Hùng, thì tôi cũng chỉ muốn đến nghe để ghi nhận những cái ý kiến của hội đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng hôm nay được Chủ tịch Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng cũng mời phát biểu thì tôi chỉ có ý kiến thế này thôi, rất ngắn gọn. Cái thứ nhất là thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng và trực tiếp là Thứ trưởng Lê Công xin được một lời chúc mừng tới Đại hội Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, nên là chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Thứ hai thì với một cái cơ quan tham mưu theo dõi về khoa học công nghệ của Bộ Xây dựng, đây thì chúng tôi thấy rằng trong giai đoạn vừa qua dưới sự giám sát của Chủ tịch Hội và Ban Chấp hành Hội, thì Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam luôn luôn sát cánh cùng Bộ Xây dựng trong các nhiệm vụ tham mưu, tư vấn về góc độ về pháp luật, về ngành môi trường trong xây dựng, và ngay cả các vấn đề về môi trường nói chung. Như vừa rồi năm 2020 chúng ta biết cái luật môi trường sửa đổi thì có rất nhiều nội dung và được đưa vào những cái quy định mới, thì với những cái tham mưu của các chuyên gia trong hội môi trường xây dựng thì Bộ Xây dựng cũng đã tiếp thu và có ý kiến với chính phủ rất nhiều. Và cái luật môi trường mới chắc chắn là sẽ có nhiều cái nhiều nội dung mới giữa Bộ Xây dựng
và Hội Môi trường Xây dựng sẽ phải cùng hợp tác với nhau để thực hiện các quy định pháp luật. Cái thứ hai là trong cái chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2020 thì cũng có nhiều nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường xây dựng. Thế và các cái nội dung đó đã được cụ thể hóa thì các cái chương trình hành động. Thế và như trong báo cáo tổng kết của hội thì chúng ta thấy là một trong những cái xương sống mà đối với quản lý nhà nước, đối với cơ quan tham mưu của chúng tôi là Bộ Khoa học Công nghệ thì cái vấn đề chính là công tác quản lý tiêu chuẩn quy chuẩn. Còn các đề tài thì cũng là một phần, thế nhưng vấn đề đi vào cuộc sống thì vấn đề đó là cái vấn đề tiêu chuẩn quy chuẩn. Thế thì Hội Môi trường Xây dựng đã tham gia trực tiếp là biên soạn quy chuẩn 09, quy chuẩn về xây dựng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong công trình xây dựng. Trên tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết, đánh giá cao kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế và phương hướng cụ thể trong hoạt động hội nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu ra ban lãnh đạo Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 gồm Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch hội. Phó Chủ tịch hội gồm có Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Trình, Chủ tịch Hội Vệ sinh Lao động và Môi trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Hiệu phó Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Thường vụ Chấp hành khóa 7 gồm 16 người. Ủy ban Kiểm tra Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam gồm 3 người. Sau khi bế mạc đại hội thành công rực rỡ, các thành viên khách mời cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.